Cái thằng Đức này lâu thế, hẹn tư chiều vẫn nề mề như xưa. Điệp ơi, tao đây. Sao mày lâu vậy? Mày có ôn lại tuổi thơ không? Có chứ. Nay tao mang cả cái này thì mày biết gì rồi đấy. Chắc tí đuối phe mì ăn chứ gì. Ui giời, cái thằng đần này lấy anh em mình làm mì tôm sống. Hóa ra là mì tôm sống tuổi thơ. Hay chuyện. Đưa tao. Lấy con tao với mày thì anh em mình cứ ăn thoải mái. Đâu, có thằng em tao nữa. Vãi hò. Thế thì mày nhịn nhá. Mày mơ ngủ à? Có teo mà. Ngon quá Đức ạ. Đâu, cho teo miếng. Ngon thế này mà ăn một mình thì. Thế thì nhịn à anh. Mày đâu hết rồi nhờ. Thằng Đức kia. Úi giời. Hôm qua mày cầm gói mì chạy cũng nhanh đấy. Chuyện thằng nào khôn thằng ấy ăn nhiều. Nay tao có gói nữa nhá. Này. Úi thế. Cho tao ăn với. Úi giời, cho nhịn. Bẹ bẹ như cái con què ấy. Mày không cho thì thôi. Mày tưởng nhà mày quá chắc. Tao về tao lấy nhá. Thượng lộ làm yên nhá. Mẹ đẻ mì ở đâu ấy nhở? Úi giời ơi. Mẹ đẻ ở đâu thế nhở? Tìm mãi không ra. Đây rồi. Lấy thôi. Thôi xong, mẹ đâu rồi? Mày cầm mì tôm đi đâu hả? Dạ. Quan sống ạ. Mày. Mì tôm này.